Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn về cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 1. Sau khi các bạn hạch toán đầy đủ các hóa đơn mua vào và bán ra, thì chúng ta sẽ lập tờ khai thuế giá trị gia tăng. Tùy theo từng doanh nghiệp mà chúng ta lập tờ khai thuế theo tháng hoặc theo quý. Nếu như doanh thu của năm trước mà trên 50 tỷ, thì các bạn sẽ phải lập tờ khai theo tháng. Hạn nộp là ngày 20 của tháng sau. Còn đối với công ty mà có doanh thu năm trước dưới 50 tỷ thì chúng ta nộp tờ khai thuế theo quý và hạn nộp là ngày 30 tháng đầu quý sau. Trước khi nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng thì chúng ta kiểm tra xem các bạn đã hạch toán đầy đủ hóa đơn mua vào hay chưa. Bằng cách các bạn vào phân hệ thuế, chọn thông tư 26 tờ khai thuế giá trị gia tăng, chọn quý mà chúng ta cần kê khai, chọn hai phụ lục mua vào và bán ra. Nhấn đồng ý. Ở đây chúng ta chọn tờ khai lần đầu. Các bạn sẽ đối chiếu hai phụ lục 01-1 và 01-2 đối với các hóa đơn mà các bạn đang có. Xem chúng ta hạch toán đã đủ hay chưa. Nếu như thiếu hoặc là sai ở hóa đơn nào thì các bạn click vào chứng từ màu xanh này để chúng ta chỉnh sửa cho đúng đối với hóa đơn mua vào. Còn đối với hóa đơn bán ra, nếu như mà sai thì các bạn phải đóng hẳn dữ liệu lại, không lưu. Và chúng ta vào phân hệ bán hàng, mở hóa đơn bán hàng bị sai ra để các bạn nhấn bỏ ghi và nhấn sửa. Sửa xong thì chúng ta nhấn cất và quay lại phân hệ thuế, lập lại tờ khai theo thông tư 26 như bình thường. Trong trường hợp nếu như mà các bạn kê khai hóa đơn mua vào của quý 1 có 30 số chẳng hạn, nhưng chúng ta muốn để lại một vài hóa đơn sang quý sau chúng ta kê khai, thì các bạn nhấn vào phụ lục 01-2, nhấn vào chọn chứng từ. Các bạn để lại hóa đơn nào thì chúng ta tích bỏ chứng từ ô vuông của hóa đơn đó, sau đó nhấn đồng ý. Thì như vậy phần mềm chỉ cập nhật cho chúng ta những hóa đơn mà chúng ta tích chọn kê khai vào quý này. Còn đối với hóa đơn bán ra thì quý nào phải kê khai hết quý đó, không được để lại. Đối với hàng bị trả lại thì trên bảng kê bán ra sẽ thể hiện dấu âm. Hoặc hàng mua trả lại hàng thì trên bảng kê mua vào cũng thể hiện số âm. Không phải là chúng ta làm sai. Chỉ tiêu 22 được phần mềm cập nhật chính là bằng số dư nợ đầu kỳ của tài khoản 133 cập nhật lên. Tạm thời số liệu đúng thì các bạn sẽ nhấn cất. Sau đó kiểm tra xem chính xác hay chưa. Phần mềm có thông báo tờ khai có chênh lệch thì chúng ta nhấn vào chữ tại đây để chúng ta kiểm tra xem vấn đề chênh lệch phần mềm báo là như thế nào thì chúng ta khắc phục luôn nếu như mà cần khắc phục. Ở đây là trích thuế vãng lai, thì thuế vãng lai này chúng ta không lên tờ khai, do đó phần mềm báo chênh lệch. Lúc này các bạn phải đóng dữ liệu lại và nhấn vào chữ sửa ở trên tờ khai, nhấn thêm phụ lục để chúng ta thêm tờ khai phụ lục mẫu 01-5, nhấn đồng ý. Và lúc này các bạn sẽ điền thông tin lên trên phụ lục này. Nơi nộp thuế chúng ta ghi là Kho Bạc Nhà Nước, huyện Lương Sơn. Do ở đây công ty chúng ta có thi công ngoại tỉnh, do đó phải nộp thuế vãng lai. Chúng ta đã nộp thuế vãng lai ngày 10 tháng 1 rồi, thì lúc này chúng ta phải kê khai lên trên tờ khai để làm giảm thuế phải nộp xuống. Cơ quan thuế cấp cục là Hòa Bình, cơ quan thuế quản lý huyện Lương Sơn. Số tiền mà chúng ta đã nộp là 22 triệu, bằng 2% của doanh thu. Doanh thu là 1 tỷ 100. Ở đây chúng ta tính ra được số tiền là 22 triệu. Sau đó các bạn nhấn cất. Phần mềm sẽ cập nhật lại số tiền lên trên tờ khai chính, cho chỉ tiêu 39. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp ở địa phương khác 22 triệu. Và lúc này vẫn có thông báo chênh lệch thì chúng ta lại nhấn kiểm tra tại đây để tìm hiểu nguyên nhân. Và lúc này phần mềm báo là trên sổ cái khác với lại trên phần thuế, bởi vì chúng ta hạch toán phản ánh vào tài khoản 133, do đó có sự chênh lệch. Như vậy chúng ta không cần phải chỉnh sửa. Cách kiểm tra tiếp theo là chúng ta vào hóa đơn bán ra, nhấn vào bấm vào đây để xem chi tiết, xem có hóa đơn nào bị sai hay không. Không có hóa đơn nào bị sai thì chúng ta nhấn đóng lại tương tự bảng kê mua vào. Các bạn cũng kéo xuống dưới bấm vào đây để xem chi tiết. Cũng không có chứng từ nào không hợp lệ. Còn trong trường hợp nếu như chứng từ không hợp lệ là do hạch toán thiếu một số các thông tin như số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhóm hàng hóa dịch vụ. Tôi ví dụ như trên hóa đơn mua vào, ngày là ngày 31 tháng 3,
Nhưng khi mà các bạn hạch toán ngày ở trên hóa đơn, các bạn lại chọn là ngày 30 tháng 4 chẳng hạn, thì ở đây chúng ta kê khai quý 1 thì đương nhiên là phần mềm sẽ không cập nhật hóa đơn này vào quý 1, do đó là sẽ bị sai. Hoặc trường hợp chúng ta quên không điền số hóa đơn, hoặc chọn sai tài khoản thuế, hoặc chọn sai nhóm hàng hóa dịch vụ, thì phần mềm cũng sẽ không lên trên tờ khai. Do đó các bạn cần phải kiểm tra lại các thông tin số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhóm hàng hóa dịch vụ và tài khoản thuế xem chúng ta hạch toán đã đúng hay chưa. Sau khi lập tờ khai xong thì chúng ta sang tờ khai chính, nhấn vào chữ in. Ở đây chúng ta không chọn phụ lục nào, nhấn vào chữ in để chúng ta in ra tờ khai chính mẫu 01 trên TTGT. Thông tin ở trên tờ khai đúng rồi thì các bạn nhấn xuất khẩu ra XML. Nếu như phần mềm báo chưa thiết lập thông tin cơ quan thuế thì các bạn nhấn Yes. Ở đây tôi chọn chi cục thuế là Hà Nội, cơ quan thuế quản lý là Đống Đa, nhấn Cất. Và tôi xuất ra XML. Xuất xong thì tôi không nhấn Xem và tôi đóng dữ liệu lại. Lúc này sang HTKK, tôi tìm đến thông tin của công ty Việt Hưng. Tôi chọn tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ mẫu 01, chọn tờ khai quý, chọn tờ khai thuế quý 1 năm tài chính, sau đó nhấn đồng ý. Và các bạn nhấn nhập từ XML, chọn đến file mà chúng ta vừa xuất ra từ MISA. Phần mềm báo tờ khai XML nhập vào cần thỏa mãn cùng kỳ tính thuế. Tức là trên tờ khai XML chúng ta làm là làm của năm 2022. Nhưng nếu như mà trên tờ khai chúng ta chọn của năm 21 chẳng hạn thì phần mềm sẽ không hiểu để nhập khẩu. Do đó chúng ta phải chọn đúng cùng kỳ, sau đó nhấn đồng ý. Và chọn lại nhập từ XML, chọn đến file, sau đó nhấn open. Nhập khẩu thành công thì các bạn nhấn đóng lại. Phần mềm cảnh báo vàng như thế này là do ở năm trước chúng ta chưa hạch toán ở trên HTKK nên phần mềm cảnh báo để các bạn xem lại. Còn nếu đúng rồi thì chúng ta vẫn ghi bình thường. Và như vậy, phần mềm đã cập nhật cho chúng ta tờ khai chính và phụ lục 01-5 lên HTKK. Xong thì chúng ta sẽ nhấn kết xuất ra XML, lúc này mới là file để chúng ta nộp cho cơ quan thuế. Thì file kết xuất này có cấu trúc là HAN, chính là mã tỉnh thành phố, sau đó đến mã số thuế, đến loại tờ khai, đến kỳ kê khai và lần kê khai. Các bạn nhấn lưu vào một ổ nào đó, sau đó sang trang thuế điện tử để chúng ta nộp tờ khai. Khi nộp tờ khai thuế xong thì sang phần MISA chúng ta phải thực hiện bút toán khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Chọn kỳ mà các bạn cần khấu trừ, nhấn đồng ý. Mục đích khấu trừ là chúng ta khấu trừ giữa thuế đầu ra và thuế đầu vào. Nếu như thuế đầu vào mà nhỏ hơn thuế đầu ra thì được khấu trừ bằng thuế đầu vào. Còn nếu như thuế đầu vào mà lớn hơn thuế đầu ra thì được khấu trừ bằng thuế đầu ra, tức là bao giờ cũng khấu trừ bằng số thuế nhỏ nhất. Sau đó các bạn nhấn cất. Bút toán khấu trừ thuế sẽ được cập nhật ở trong phân hệ tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác. Nếu như các bạn phát hiện ra sai sót trong kỳ kê khai thì các bạn phải bỏ ghi xóa bút toán khấu trừ thuế đi và sang phân hệ thuế, xóa tờ khai thuế, lập lại tờ khai mới và thực hiện lại khấu trừ thuế giá trị gia tăng như bình thường. Ngoài cách kiểm tra trong hai phụ lục mua vào và bán ra thì các bạn sẽ có cách kiểm tra khác bằng cách là chúng ta vào báo cáo, chọn báo cáo đối chiếu, chọn bảng kê thuế và sổ cái, chọn kỳ mà chúng ta cần kê khai, nhấn đồng ý. Nếu như có sự chênh lệch khác biệt thì phần mềm sẽ báo trong phần báo cáo đối chiếu này. Nếu như trên sổ cái thể hiện mà trên thuế không có, tức là chúng ta đang hạch toán vào tài khoản 133 nhưng chưa kê khai lên trên tờ khai thuế và kiểm tra nguyên nhân tại sao chứng từ đó lại không lên được tờ khai thuế. Như tôi vừa hướng dẫn là do thiếu số hóa đơn hoặc ngày hạch toán sai hoặc là chọn sai nhóm hàng hóa dịch vụ thì chúng ta phải kiểm tra lại. Còn ngược lại, nếu như trên sổ cái không có mà trên tờ khai có, tức là chúng ta chưa hạch toán lên trên tài khoản 133 mà vẫn kê khai lên trên tờ khai, tức là do chúng ta hạch toán sai tài khoản, thì chúng ta phải xem lại những chứng từ bị sai đó. Đó là trên thực tế thì chúng ta phải căn cứ vào hóa đơn mua vào và bán ra để đối chiếu theo từng bảng kê. Còn theo giáo trình thì chúng ta có bảng kê sẵn rồi, thì các bạn có thể căn cứ vào bảng kê giáo trình đưa ra để đối chiếu với bảng kê của các bạn xem các bạn hạch toán kê khai đúng hay sai ở những chứng từ nào để sửa lại cho khớp với giáo trình. Sau khi các bạn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng xong và xuất từ HTKK ra XML thì chúng ta sẽ tiến hành nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng trên trang thuế điện tử. Các bạn sẽ vào trang thuế điện tử.gdt.gov.vn, nhấn vào chữ doanh nghiệp để các bạn đăng nhập.
Chọn đăng nhập. Chọn tên đăng nhập là mã số thuế công ty chúng ta và điền mật khẩu và mã xác nhận vào. Sau đó nhấn vào chữ đăng nhập. Thì trong quá trình đăng nhập, các bạn sẽ thấy xuất hiện ra một cảnh báo là do chúng ta chưa cài phần mềm hỗ trợ nộp thuế điện tử e-signer. Nếu như phần mềm cảnh báo như thế này thì các bạn sẽ phải tải bộ cài về và cài đặt bằng cách là chúng ta vào trang web kế toán Việt Hưng.vn, vào thư viện, chọn phần mềm kế toán, nhấn vào phần mềm e-signer mới nhất 2022, chọn view detail, chúng ta nhấn vào chữ tải về để chúng ta tải về bộ cài. Đối với bộ cài e-signer thì chúng ta sẽ phải tải hai bộ cài, một bộ cài là setup và một bộ cài để chúng ta chèn vào web, chèn vào trình duyệt Chrome. Thì khi mà tải bộ cài về thì các bạn giải nén bộ cài ra. Sau đó chúng ta nhấn vào setup để cài đặt. Cài đặt xong thì chúng ta giải nén bộ cài thứ hai sang Chrome. Các bạn vào nhấn vào dấu 3 chấm, chọn vào công cụ khác, chọn tiện ích mở rộng và chúng ta nhấn bật chế độ dành cho nhà phát triển lên. Sau đó nhấn vào tải tiện ích đã giải nén, chọn đến ổ mà chúng ta lưu tệp e-signer chúng ta giải nén ra, nhấn select. Như vậy phần mềm sẽ cập nhật e-signer lên trên trình duyệt cho các bạn. Đây chính là tiện ích hỗ trợ để chúng ta vào được trang thuế điện tử. Và khi cài xong thì các bạn nhớ đóng trình duyệt lại để chúng ta khởi động lại trình duyệt. Đến khi nào mà các bạn vào trang thuế điện tử, nhấn vào chữ đăng nhập và điền các thông tin vào và chọn đăng nhập. Mà đăng nhập thành công thì lúc đó các bạn vào được trang thuế điện tử. Còn nếu đăng nhập mà phần mềm vẫn báo là ứng dụng đang được cập nhật thì các bạn lại tắt trình duyệt đi và khởi động lại. Đến khi nào mà chúng ta đăng nhập được thì thôi. Sau khi mà chúng ta đã cài đặt e-signer cũng như là tải e-signer lên trên phần tiện ích của Chrome. Và khi vào trang thuế điện tử thì chúng ta nộp bằng cách là các bạn vào phần khai thuế, chọn nộp tờ khai XML, chọn tệp tờ khai. Chúng ta lưu tờ khai XML ở ổ nào thì các bạn chọn đến ổ đó. Sau đó các bạn nhấn vào ký điện tử và chúng ta nhấn nộp tờ khai. Còn để mà tra cứu các tờ khai thì chúng ta vẫn vào khai thuế nhưng chọn tra cứu tờ khai. Các bạn muốn tra cứu tờ khai nào thì chúng ta chọn tờ khai đó. Chọn kỳ mà các bạn cần tra cứu. Sau đó nhấn vào chữ tra cứu thì phần mềm mới tra cứu được cho các bạn. Và đến ngày thì chúng ta chỉ chọn được đến ngày hiện tại thôi. Trường hợp mà cơ quan thuế chấp nhận thì chúng ta xem ở phần trạng thái này. Hoặc là không chấp nhận thì cơ quan thuế cũng báo cập nhật ở trong phần trạng thái để chúng ta biết và kiểm tra tờ khai xem chúng ta đã kê khai đúng và đủ hay chưa. Đó là cách mà chúng ta tra cứu tờ khai và nộp tờ khai thuế. Đối với các tờ khai thuế hoặc là báo cáo khác thì chúng ta cũng vào phần khai thuế và chọn nộp tờ khai để chúng ta nộp. Trong phần tra cứu này thì chúng ta cũng có thể xem được tất cả các cái tờ khai ở các năm mà chúng ta đã nộp qua trang thuế điện tử để xem kế toán đã nộp đúng và nộp đủ hay chưa. Thì là một giám đốc hoặc là một người quản lý chúng ta cần phải nắm được. Nếu như kê khai lần đầu bị sai thì chúng ta sẽ phải kê khai bổ sung. Và khi kê khai bổ sung thì các bạn sẽ thấy được loại tờ khai. Ở đây là tờ khai chính thức và lần nộp là lần bổ sung, lần 2, lần 3. Phần mềm trình duyệt sẽ thể hiện để cho chúng ta kiểm tra đối chiếu. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về tờ khai thuế giá trị gia tăng cũng như là bảng kê mua vào bán ra và bảng kê mẫu 05, bảng kê thuế giá trị gia tăng của hoạt động kinh doanh xây dựng trên phần mềm HTKK và MISA. Chúc các bạn học tốt!